Thưa quý vị, để thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp hữu cơ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nhóm đối tượng là cán bộ quản lý nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, triển khai tốt nội dung chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên lúa, chanh, thanh long, rau, con bò thịt và con tôm. Ngoài ra, nhằm xây dựng các mô hình điểm, mô hình nhân rộng ứng dụng công nghệ cao, đồng bộ cơ giới hóa, công nghệ hiện đại trong các khâu sản xuất, hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra, hỗ trợ sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất hữu cơ.